Đại Thống xin chào tất cả các bạn ha. Đã là con dân của Đại Việt mình nói đúng chế độ phong kiến quá ha. Tức là đã là người Việt Nam, dù mình có sinh sống khắp mọi nơi trên thế giới đi nữa ha, thì ai cũng yêu quý và thương nhớ quê hương của mình ha, đất nước con người Việt Nam của mình. Mỗi vùng miền thì nó có những cái nét văn hóa đặc trưng riêng, thì rất là đa dạng về các cái chủng loại, từ thức ăn thức uống cho đến lời nói hay là rất là nhiều ha. Ngoài Bắc thì gồm có Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, miền Nam ha, miền Tây, Cao Nguyên ha, thì mỗi vùng miền thì nó có cái văn hóa riêng và cái giọng hoặc là cái tiếng nói cũng khác nhau. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi bàn luận, đó là cái vấn đề tại sao cái từ người ta gọi là cái từ toàn dân á, tức là đọc lên thì ai cũng hiểu luôn chứ không phải từ địa phương, mà sao nó có sự khác nhau. Tức là một cái vật hay là một cái danh từ giống nhau nhưng mà tại sao là có những cái từ khác nhau ha. Ví dụ giờ mình ví dụ thử ha, ngoài Bắc thì gọi là bố, trong miền Nam thì hay gọi là ba ha, Bắc thì hay gọi là ngô, trong miền Nam mới gọi là bắp, Bắc hay là mắng, trong Nam là chửi đó, hay là ngoài Bắc gọi là con ngan thì trong miền Nam gọi là con vịt xiêm ha. Rồi ngoài Bắc gọi con hổ ha, trong miền Nam mà gọi con cọp ha đó. Bắc thì gọi là na ha, trong Nam thì gọi là mãng cầu ha đó. Lát nữa mình nói thêm ha, bây giờ như thế nào thì những cái này nó xuất phát từ đâu ha, từ đâu mà những cái từ này đọc lên ấy thì tất cả mọi người biết hết, chứ không phải là cái từ ngữ vùng miền ha. Đọc lên thì giống như cái từ toàn dân mà ai cũng biết hết trơn luôn. Thì mình có đi nghiên cứu một chút xíu, hoặc là cũng có mấy ông người lớn ha, cao nhân cũng nói lại, không biết họ cũng đọc sách hay ở đâu cũng không biết nữa, nói lại như sao. Nhưng mà nói về cái tình hình lịch sử mình thế kỷ 16 ha, thì như các bạn biết là sau khi là Hậu Lê nó bị suy thoái, tức là thế kỷ 15 á, bước sang thế kỷ 16 thì tình hình Hậu Lê của chúng ta thì bị suy thoái. Nhân cơ hội đó, năm 1527 thì Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Hậu Lê ha. Thì sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Hậu Lê thì các cái tướng lĩnh của Hậu Lê họ rất là bất bình, trong đó là có một ông tướng gọi là Nguyễn Kim ha. Nguyễn Kim rất là bất bình với việc Mạc Đăng Dung là cướp ngôi Hậu Lê, cho nên Nguyễn Kim mới phò tá vua và đánh lại nhà Mạc. Phò tá vua đánh lại nhà Mạc thì hai bên đánh nhau tơi bời hoa lá nhưng mà vẫn không có thắng. Cho nên cái giai đoạn này người ta gọi là Nam Triều Bắc Triều. Thì cái tình hình đất nước của chúng ta thì cũng rất là rối ren ha. Thì sau khi là Nguyễn Kim bị đầu độc chết, thì Trịnh Kiểm, tức là con rể của Nguyễn Kim, lên nắm toàn bộ binh quyền trong tay, rơi vào tay của con rể Trịnh Kiểm. Thì sau khi Trịnh Kiểm nắm toàn bộ thì Trịnh Kiểm là Nguyễn Kim ấy thì có hai người con, một người con tên là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết, và Nguyễn Hoàng lúc đó khoảng mười mấy hai mươi tuổi gì đó, rất là lo sợ ha, sợ Trịnh Kiểm mà giết luôn, bởi vì trong thâm tâm của Trịnh Kiểm thì nghĩ rằng là cơ đồ sự nghiệp là do cha nó gây dựng nên ha. Thì mình nó là cái gai trước mắt, mình không giết nó thì sau này nó còn lật đổ nó giết mình, cho nên Trịnh Kiểm giết Nguyễn Uông và lần lượt chuẩn bị giết Nguyễn Hoàng. Thì Nguyễn Hoàng rất là lo sợ, thì Nguyễn Hoàng mới đến cầu cứu trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì Nguyễn Bỉnh Khiêm là chỉ là đi vào phía Nam
gọi là Hoành Sơn Nhất Đái Dạng Đại Dung Dung Thân, tức là vào phía Nam. Thì sau khi trực kiểm thì nghĩ rằng thôi hay á, cái thằng này nói hay á, cho nó vào phía Nam trấn ải biên cương, đánh quân Chim Thành, mở rộng bờ cõi cũng tốt á, nó là cái gai trước mắt. Nếu mà bây giờ mình giết nó, mình hại nó thì nó không có công chính ngôn thuận, một công hai việc hay, cho vào phía Nam. Thì sau khi là Trịnh Kiểm chết, sau khi Trịnh Kiểm mà chết ha, thì con trai của Trịnh Kiểm tên là Trịnh Tùng lên thay Trịnh Kiểm. Thì trong phía Nam ấy thì ngày đêm là Nguyễn Hoàng đắp lũy đắp thành, và đánh mà đánh lấn vô quân Chim Thành á, chăm ba lấn vô. Thì trong cái quá trình đó thì một thời gian dài ấy thì cũng chưa có gì bất ổn hết. Thì phía Nam ấy thì nhà Nguyễn cũng ra chầu và nộp thuế đàng hoàng cho chú Trịnh ha, vua Lê chú Trịnh. Thì sau khi mà Nguyễn Hoàng chết, tức là Nguyễn Hoàng chết năm 1613, thì Nguyễn Hoàng chết là con trai của Nguyễn Hoàng lên tính là Nguyễn Phúc Nguyên ha, Nguyễn Phúc Nguyên lên thay Nguyễn Hoàng. Thì lúc bấy giờ ha, Nguyễn Phúc Nguyên và bắt là Trịnh Tùng ha, Trịnh Tùng và bên miền Nam là Nguyễn Phúc Nguyên. Lúc đó là Trịnh Tùng mới sai người đi vô là biểu là Nguyễn Phúc Nguyên là phải nộp thuế. Thì lúc đó là có một mưu sĩ rất là thông minh tài ba lỗi lạc giúp Nguyễn Phúc Nguyên, cũng giống như là Khổng Minh Gia Cát Lượng mà giúp Lưu Bị vậy. Tức là mưu sĩ đó là chính là Đào Duy Từ các bạn. Đào Duy Từ là một người rất thông minh lỗi lạc ha. Đào Duy Từ thì sau này cái họ Đào thì cũng bị truy sát, và sau này Đào Duy Từ trôi dạt vào Bình Định rất là nhiều. Đào Duy Từ sau đó là lập ra cái đoàn hát là Đào Tấn rồi đó. Đó là cái dòng tộc là họ Đào rất là nhiều ha. Hát bội, có hát bội Đào Tấn. Thì sau khi Đào Duy Từ là làm quân sư cho Nguyễn Phúc Nguyên và quyết nhất là một điều không ra cống nộp mà nộp thuế. Cho nên mới gửi một cái bài thơ ra chú Trịnh. Thì chú Trịnh đọc thì không ai hiểu, không có ai mất mấy ai hiểu. Thì trong đó cái thời đó là như các bạn biết là thời đó là chú Trịnh là có một gọi là trạng bùng Phùng Khắc Khoan thì cũng rất là nổi tiếng ha, thông minh cũng lỗi lạc. Phùng Khắc Khoan chỉ có Phùng Khắc Khoan dịch và hiểu thôi, tức là ta đại khái là nói là tao chẳng có cống nộp gì mày hết á, tao nhất quyết cống nộp. Cho nên lúc đó là Trịnh Tùng đó là nổi giận lôi đình và đem quân đi đánh. Cuối cùng trong phía Nam này ai ngờ không, phía Nam này thì Nguyễn Phúc Nguyên đã dưới sự trợ giúp của Đào Duy Từ ha, thì xây nghĩ cho thành, chiêu mộ binh sĩ và sau đó là hai bên đánh nhau tơi bời hoa lá. Và đánh nhau là như vậy là đánh không bên nào thắng thua hết á. Thắng thua. Đó, đánh nhau hai bên tơi bời hoa lá. Và sau đó mà nhà Trịnh Nguyễn gọi là Trịnh Nguyễn Phong Canh lấy sông Danh làm giới tuyến, gọi là đàng trong đàng ngoài á. Hai bên đánh nhau thì không có thắng thua gì hết á. Kéo dài hàng trăm năm, gần 200 năm, hàng 200 năm. Nhưng mà bên chú Trịnh Vua Lê và chú Nguyễn thì có những cái chúa rất là thông minh và rất là giỏi. Cho nên đánh nhau thắng. Thì chú Nguyễn là không thể nào ra và diệt chú Trịnh giải phóng Thăng Long được. Còn chú Trịnh thì không thể vào Nam mà giải phóng đánh được phía Nam dẹp chú Nguyễn được. Cho nên hai bên là tạm thời lấy sông Danh làm giới tuyến ha. Cho nên là chú Trịnh thì thôi kệ nó, tao không đánh nữa. Giờ tao lo đánh tàn dư của cái chế độ là Mạt ha, ở Cao Bằng. Và phía Nam thì nói là thôi tao không đánh nữa.
tàu tiếp tục mở rộng bờ cõi. Lúc đó là phía nam là bờ cõi mình ha, thì chỉ có Quảng Nam thôi. Ta tiếp tục đánh Chiêm Thành và mở rộng bờ cõi cuối cùng hai bên ha. Và sự kiện là sau này là năm 1771, ba năm nhà Tây Sơn với phù lê Diệt Trịnh ra Bắc và đánh bại Chúa Nguyễn đó, thì mình không nói nữa ha. Bây giờ mình nói tại sao nó có hiện tượng như vậy ha. Bây giờ mình nói thêm có hiện tượng như này. Ví dụ ngoài Bắc thì gọi là dưa chuột, miền Nam thì gọi là dưa leo, ngoài Bắc gọi là dứa, thì miền Nam gọi là thơm, miền Bắc gọi là cái mũ, thì miền Nam gọi là cái nón ha, miền Bắc gọi là cái thìa, miền Nam gọi là cái muỗng, rồi mà miền Bắc gọi là ngã, thì miền Nam gọi là té, Bắc gọi là công, thì miền Nam gọi là ký, thì dân dân nó có cái hiện tượng là cái chữ nó như vậy. Nhưng mà những cái chữ này cũng là cái chữ là toàn quốc toàn dân ha, đọc ai cũng hiểu, chứ phải ví dụ như Quảng Nam là răng rứa rồi là người ta không hiểu ha, hay là nó không hiểu. Bây giờ mình nói như thế nào, thì sau khi Trịnh Nghiễn phong tranh, tức là hai bên đánh nhau tơi bời hoa lá chẳng bên nào thắng, thì Đào Dư Từ mới nghĩ ra một cách là bây giờ ngoài đó cái thằng ngoài Bắc, thằng chú Trịnh là nó bây giờ nói với mình là phân ra thành hai cái quốc gia, hai cái độc lập với nhau, thì mình ký hiệu một cái gì đó, mình gọi tên nó là phải khác nó đi ha. Bây giờ nó gọi là ví dụ nó gọi là Ngô thì mình gọi là Bắp ha. Mà Ngô Bắp tức là có cái câu chuyện là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đi sứ sang Trung Quốc và lấy bắp đó các bạn, bắp Ngô à, thì nó mới có hiện tượng. Đào Dư Từ mới nghĩ ra như vậy đó, cứ nó gọi là con lợn thì mình gọi heo à, khác nó đi ha. Khác nó hiện tượng như vậy. Nó nói té thì mình nói là nó nói là ngã thì mình nói là té ha. Đó, nói chung là có cái hiện tượng đó. Thì những cái từ này thì nó xuất hiện cái thời Trịnh Nghiễn phong tranh, thời cuối. Mình chúc cho tất cả các bạn sức khỏe, công việc tốt đẹp ha. Thực ra đã là công dân của Việt Nam thì chúng ta phải thương yêu nhau, không phân biệt Bắc Trung Nam gì hết, mình phải thương yêu nhau, mình có lòng thương yêu, lòng nhân ái ha. Chúc cho tất cả các bạn là công việc, cuộc sống tốt đẹp ha. Xin chào tạm biệt các bạn nha.